ao ước được ngôi nhà như thế này lắm. Kể cả mấy anh em làm YouTube đằng đây cũng nói ngôi nhà này cũng khá là đẹp ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà cô Chính cùng với lại 5 người cháu của mình. Như cô bác quý anh chị đã thấy, ngôi nhà gần như là đã được hoàn thành. Nếu như nhìn từ bên ngoài vô, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ nữa thì ngôi nhà sẽ hoàn thiện và kịp bàn giao. Theo như dự tính của anh Hợp thì chiều ngày mai này anh sẽ hoàn thành hết 100% ngôi nhà. Còn hiện tại thì khoảng 90% ngôi nhà đã được hoàn thành. Chúng ta có thể nhận thấy là nếu như mà nhìn sơ qua thì ngôi nhà này chẳng khác nào là một ngôi nhà tường thật thụ. Tại vì các anh làm cái phần gạch đó, dấu tường rất là khéo cô bác quý anh chị. Ngôi nhà này mặt trước dựng đằng trước, sau khi được đi gon chỉ gon màu trắng trùng với lại với màu gạch đó thì ngôi nhà phải nói rất khang trang đúng không cô bác quý anh chị. Với số tiền hơn 100 triệu và không dây xây nhà vệ sinh thì đây là một ngôi nhà phải nói là rất là dự ý. Tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân đã từng giúp đỡ. Và có nhiều cô bác quý anh chị nói là ngôi nhà này thì thậm chí là đẹp hơn những ngôi nhà trước đây mà Bùi Hồ đã từng xây cho năm hoàn cảnh trước đây mà Bùi Hồ đã cùng với anh Hợp đã từng xây. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Hiện nay thì cũng gần 5 giờ rồi và anh lớn đang làm một cái khâu đó là dọn dẹp cô bác quý anh chị. Đây là hai cái kén cửa nhôm cũng chuẩn bị gáp lại luôn. Vì còn xây cái phần tường cặp cái vách tôn đó nên thành nữ là bây giờ anh chưa có gáp lại. Đây cô bác quý anh chị quay cận cảnh một lần nữa, tại sáng nay á anh trét cái đường gon này nên thành nữ là chưa có sạch. Và sau khi lao xong thì chúng ta thấy là cái đường chỉ gon á nó khớp với cái màu trắng của gạch đó. Gạch này có vân nó hơi xanh xanh nè, nhìn rất là đẹp. Và cái lam ở trên kia kìa, sau khi đi được một nước bê màu trắng thì chúng ta thấy ngôi nhà này cực kỳ sáng giữa một cái, phải nói ở đây xung quanh đây là một lùm cây. Nhiều người chạy ngang thì họ cũng cô bác của anh chị cũng dòm ngó, thậm chí là còn thắng xe lại xem coi ngôi nhà này nó như thế nào. Và cứ ngỡ rằng là cô Chính có tiền trúng số hay là một cái số tiền từ đâu ra mà lại có ngôi nhà như vậy. Thật ra thì ngày hôm nay thì khi quay đoạn clip này, trước khi review ngôi nhà, trước khi ngày bàn giao thì cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm. Và ngày hôm nay để hoàn thiện ngôi nhà thì anh Hợp có mướn thêm một cái anh Tú mà những ngày đổ bê tông anh Hợp có mướn thêm đó, để cho kịp hoàn thành tiến độ bàn giao. Bây giờ khâu, còn cái khâu ở dưới gạch này nữa, đó, mặt này đi ra nữa là coi như là cũng đã xong. Còn cái phần cửa sổ này chưa gáp này lại nữa nha cô bác anh chị. Rồi cửa kiến ngoài trước nữa. Gạch thì dán phủ lên trên luôn. Và cái mái che đằng trước á che ra tới 2 mét nên không sợ mưa. Vì cái có hai cái cửa nhôm mà cô bác anh chị. Bây giờ đặt chân vô đây á là một màu xanh ngọc nhìn khá là dễ thương. Đây tên tên tên. Trời ơi cái màu gạch. Đừng có la Bùi Hồ nha cô bác anh chị. Cô bác anh chị sẽ nói rằng tại sao gạch này lại có những đường chỉ màu đen. Đúng không? Chỉ chạy gon màu đen á thì là phân tích với cô bác quý anh chị như thế này. Đây là các anh thợ cố tình làm như vậy vì các anh cho rằng á các bé thường đi chân không nên thành nữ là nếu như mà chỉ gon màu trắng á, sau này cái chân của mình đạp lên cái những cái đường chỉ này nè nó sẽ có màu đen màu trắng thì nó rất là dơ. Và cái đường chỉ gon màu đen này nó nhìn nó rất là đẹp. Tự nhiên cái tâm hồn người, cái lòng, cái tấm lòng của mình tự nhiên cái nó phấn khởi hẳn ra khi mà đặt chân vào cái ngôi nhà này. Có nhiều người ao ước được ngôi nhà như thế này lắm. Kể cả mấy anh em làm YouTube đằng đây cũng nói ngôi nhà này cũng khá là đẹp ha. Đây còn cái phần xây gạch cặp theo cái này người tô lên người dán gạch nữa là coi như hoàn thiện 100%. Với lại đi cái màu xanh ngọc ngay tại chỗ này nữa là hoàn thiện 100%. Gạch này chỉ mới lót xong cách đây chỉ vài tiếng thôi. Nhưng mà anh Một Đồng anh có thể nói là cái gạch màu gạch này đó dưới lại cái màu la phong ở trên thì nó có đẹp không, nó có trùng không, nó có gọi là đồng bộ đồng điệu với nhau không? Cái màu gạch này á và cái văn văn vàng của xanh nè rất là giống với cái la phong ở trên. Trên nó cũng có cái phân xanh nữa nè và cái bông ở bên trong cũng màu xanh thì cũng khá là giống. Một điều nữa là alu cùng với cái gạch tường nè thì nó cũng trùng màu với nhau. Không, gạch tường này thì cùng nhưng mà ngày mai này sơn cái này lên đi lại thêm hai nước màu xanh nữa, màu xanh ngọc nữa. Không ý anh nói alu. Alu ở trong phòng đúng không? Anh Hợp cũng đã làm cái này cho nó bằng với cái phần tường tô, cái này nó rất là tốn xi măng nhưng anh cố gắng anh làm luôn. Nên thành thử là ngày mai này thì Bùi Hồ cũng sẽ thông báo với cô bác anh chị là cũng nhận được sự ủng hộ của bà Mạo Xuyến ở Mỹ gửi phần quà cho các anh em. Còn bao nhiêu thì ngày mai sẽ tiết lộ sau ha.
Bây giờ cái phần này tại chưa có hoàn thiện hết nên là nữ là cô bác anh chị thấy vậy đó, hoàn thiện hết xong đi rồi mấy cái này nè chà đồ lại ha, rồi xong là nó nhìn nó phải nói là vô cùng sáng luôn. Cái màu gạch này á là bùi hồ cùng với anh hợp đi chọn, nói với cô chính cứ chọn gạch nào đi thì cô chính nói là các chú chọn sao tôi ở vậy, các sao tôi ở vậy. Nên thành nữ là các chú cứ chọn đi chứ tôi đâu biết hồi đó giờ đâu có ở nhà tường đâu mà biết để mà chọn. Nhưng mà cô bác quý anh chị có thể góp ý cho bùi hồ gạch này nó có đẹp không, để khi mà được một may mà được cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân á góp các chung tay góp sức để cắt những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo thì bùi hồ có thể biết rút kinh nghiệm nè. Cái thứ hai gạch này là gạch 50 vuông nha cô bác anh chị, 50 ha, gạch 50 thì nó sẽ mắc hơn gạch 40. Ở những ngôi nhà trước thì bùi hồ chọn gạch màu dở, anh hợp cũng chọn gạch màu dở gỗ. Tuy nhiên thì khi mà chọn gạch màu dở gỗ, cô bác anh chị biết không, có nhiều cô bác chị bình luận nói là bộ gạch màu dở gỗ nó rẻ lắm sao mà lại chọn gạch màu đó. Thì các anh ở đây không có, anh nói làm chất lượng chủ yếu là phù hợp với ngôi nhà với là cái tuổi tác của những người ở trong nhà. Màu này thì rất là đẹp rồi. Bây giờ anh Tú đang chuyển gạch vô để xây cái phần cặp mấy con không cho côn trùng bò vào á, thì bảo đảm với cô bác quý anh chị là gạch này nè xây đây là nó chắc lắm, không có cái con côn trùng nào bò vô được và chắc chắn là như vậy luôn ha. Đây qua bên đây cho đi chút xíu cho anh thợ làm đi, mình đi thẳng ra sao. Trời ơi anh lớn ơi, nhà này anh thấy màu gạch em chọn có đẹp không và anh thấy anh có thích không? Màu gạch này im im hả? Sáng sáng không? Sáng. Cái ngôi nhà á mà chưa dán gạch á thì nhìn ngôi nhà nó tối lắm, nhưng mà sau khi dán nó dạ, nhìn ngôi nhà nó dạ lên, nó sáng liền đúng không anh lớn? Dạ sáng. À anh lớn phải làm luôn mấy cái khâu vệ sinh quét dọn nè ha, làm ngày nay cực dữ không anh lớn? Làm đâu có nghỉ trưa đâu. Không nghỉ trưa luôn đúng không? Ăn cơm là mua cơm lại để ăn luôn, cơm ăn rồi xong hút cái thuốc làm luôn. À đừng kể hút thuốc được không? Rồi cô bác anh chị thấy xây nè, thấy không? Đấy đi nguyên một cái đường chỉ này đây, thấy anh Hùng phải nói là bùi hồ phải nói là anh Hùng anh làm hai mươi mấy năm là nghề hồ rồi, anh xây cái đường chỉ là gạch dán lên xong anh xây là không gớt hồ với đó, không dơ luôn á, bảo đảm với cô bác anh chị. Và chỉ hồ ha, ảnh đắp đẹp lắm, nói không phải thợ của mình mà mình khen chứ, mà thật là ra là vậy. Nên là nữ là cũng có nhiều người giỏi lắm chứ không phải là không, mấy người khác không giỏi. Tuy nhiên đến thời điểm bây giờ thì bùi hồ gặp anh Hùng là anh xây giỏi lắm, anh bắt chỉ đồ hay lắm đó. Còn cái phần ngoài sau đằng này này nữa nè, ở đây là còn cái phòng nữa là hết rồi đó. Ngoài sau này nè anh cũng đã xây gạch xong rồi, cô bác anh chị thấy không, xây gạch chặn xong rồi đó, rồi chừng nữa anh đổ hồ vô đó anh coi anh tráng lại mấy cái phần đó hết luôn để cho nó đẹp ha. Nhà vệ sinh cũng có rồi. Ngôi nhà này có nhiều cô bác anh chị nói nếu như ngôi nhà này xây nhà tường luôn, có nhiều cô bác anh chị nó khoảng 300 triệu đó. Có cô bác anh chị đèn cũng khá là sáng ha, lấy đầy đủ ánh sáng, chưa kể cái phần alo qua đây nữa nè. Hôm nay review nữa chắc mai mốt cô bác anh chị nó clip nhà hoàn thành xong có gì đâu nữa thì câu đó. Vài ngày nữa thì ngày mai là các anh thợ sẽ bàn giao thì bùi hồ sẽ đưa tiền. Rồi ngày mốt thì Út Trùng Tháp cũng với lại một đồng cũng về trước rồi, có việc nhà bùi hồ cũng ở đây lại bàn giao lại cho, mua một ít nội thất rồi bàn giao lại số tiền đó. Cô bác của anh chị là cứ ủng hộ kênh của ba anh em nha đó, mấy anh em cứ đồng hành với nhau vậy đó, cùng ăn cùng ở và cùng làm. Thầy ngôi nhà này lấy gió thoáng quá anh Hùng ha, ngày nay là làm coi như là 200% công sức anh Hùng, hết công lực à? Hết công lực luôn à? Ngày xưa coi phim do Hồng Kông nhiều lắm hay sao mà anh dùng từ nội công hay công lực? Hết không công lực à? Ít gớt gạch lắm, bữa nay là làm tới 5:30 mới nghỉ mà. Gắn cho xe kia cho nó gọi nặng mơ cứng mình dễ làm, để mai cho nó cứng mình để tô rồi ha. Đúng rồi, cái này ngày mai một buổi sáng mình tô mình dán xong không? Xong. Xong hả? Rồi mình làm thêm cái phần cái má đằng trước nữa mà đúng không? Cái bệ đi ra cái tam cầu thang hả? Đó mà làm đó làm chút gì vậy? Ngày nay là dán gạch đến mấy giờ mới xong? Ráng 10:30 rồi quay ngang lót gần 11:00 lót. Ngày nay thì 3:00 mấy. Vậy hả? Ngày nay thì Bùi Hồ cùng với Út Đồng Tháp với một đồng đi xem một cái lễ hội khá là đặc sắc của dân tộc Khmer, đó là lễ hội Katina, lễ hội dân y dân bông á, ở trong nhà chùa rất là độc đáo luôn.
Ngày mai thì các anh em cũng sẽ đăng clip để cho cô bác anh chị xem. Màu gạch này anh lấy hộp không anh Hùng? Được. Sáng đẹp. Gạch này là hai em với anh hợp đi lựa luôn á. Gạch với La Phong. Cô bác đừng có chửi la vậy trơn nha. Chửi. Nói chung là cái nào cũng vậy, làm các anh cũng mặc dù rất là mệt nhưng mà cố gắng. Tại vì theo dự định ban đầu thì khoảng tuần lễ anh Hùng ha. Nhưng mà mỗi thứ nít cái nó ra nhiều, ví dụ như từ cái khâu dỡ nhà, hai ba gian nhà, rồi khâu này kia nhiều anh Hùng ha. Thứ hai mới xây hai cái chất đó. Hai chất nó mất cũng 3-4 ngày công. Xây tô luôn mà 4 ngày. Hai cái xây tô với gạch luôn. Phòng khách đó hả? Cái phần đó nó tốn công nhiều hơn. Để mất đổ đà kiền đà bọng rồi nữa, chứ đâu phải xây lên không rồi bỏ. Ngã lâu lâu khoảng đó. Mình phải chú ý đến cái độ bền của chất liệu của bê tông rồi đúng không? Cho ngôi nhà họ nó phải kiên cố cái đã, đúng không? Ngày làm nay, mấy cái phần đó tốn nhiều tiền, nhiều công quá. Ngày nay mà một mình anh Hùng là ảnh cán cái nền 54m² và lót gạch 54m² một lần. Một mình anh Hùng là sáng là cán hết luôn. Và chiều là anh Hùng là dán hết luôn hả? Lót hết luôn. Mình anh dán. Còn anh Hợp thì lo bê. Anh lo anh bê cái chuyện của anh. À. Nó đâu ngay cổng lớn cắt tiếp mới, cắt ba cái xếp á. Ừ. Chứ theo một mình vừa cắt thì dán luôn chắc nhắc mày mới rồi. Nay chắc đuối dữ rồi. Quay đoạn clip này mai mốt về nhà vợ thương. Không đuối gì không? Vừa. Nhưng mà làm nó như ngày này, làm mấy ngày nay thấy nó cực chiều đúng không? Đi vô cái khu này đang rút đang mơ đang mới kịp cái giờ giao, chứ để mà mình trễ nải là nữa thì mất ở lại ngày nữa. Đi xa nào là ăn rồi tốn tiền trọ, các tiền đó. Ăn rồi đủ thứ rồi. Thứ hai nữa là mình ở đây, ví dụ ở trên quê mình thấy dễ. Đúng rồi, trên quê theo trên quê ngày nay là hai thằng lót á, hai thằng lót mới hai thằng thợ, ba hai phụ. Thì nó dễ đúng không? Dễ. Một là mình làm ví dụ như không gòi thì mình để ngày mai làm cũng được. Chờ lên mơ. Còn này phải quyết định cho rồi. Nên là nữ là mình coi như là mình làm công gấp đôi luôn. Làm không kể là mồ hôi vậy trơn á. Quá mệt. Ngày nay là mua cơm về đây ăn luôn. Mua về đây bố anh em ngồi ăn luôn. Sao chiều nay buồn buồn vậy? Có đâu buồn. Thấy thương lắm, thấy anh Hùng ảnh dễ thương lắm. Cố gắng làm cho xong rồi xa nhà dự định ban đầu là khoảng chừng tuần lễ hơn, bây giờ ra mười mấy ngày luôn rồi. Mọi chuyện cái vô cái khâu hoàn thiện là nó lâu lắm. Từ việc dán gạch rồi đổ đà rồi tô rồi bê từ mỗi cái chút nó lâu anh Hùng ha. Đúng rồi. Em không nghĩ là buổi chiều nay mà anh Hùng mà dán trong căn nhà này luôn á. Tại vì buổi sáng là tới trưa đó, tới trưa là chưa có cái được cái gì hết á. Tới 11 giờ luôn. Không ngủ trưa luôn á. Tối nay giờ là đuối dữ. Chỉ là ngày nay là nói là lót không gọi phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Anh sáng anh nói sáng tôi nói với anh mà tôi nói rồi. Không gọi phải làm cho rồi. Cái đó là sự mộc mạc rồi chất phát của những người miền Tây vậy. Mấy anh em về đây gặp căn nhà xong giật mình trời. Này là cô chú anh chị mà xem lên mạng còn giật mình đó, chứ không phải nói chi là mấy anh em. Nói thiệt anh Hùng luôn á. Thôi anh Hùng ơi cố gắng đi. Ngày mai này nữa bàn giao về rồi. Có gì đó bình thường. Thôi ngày mai sẽ có phần quà cho các anh. Làm thì nói chung thì có khỏe có cực, chứ đâu phải khỏe không đâu phải cực không. Nói chung là vậy. Nhưng mà mình làm như thế này nè, mình có bao giờ mình thấy cực quá, mình thấy mình có những câu cực quá, mình thấy mình nản không? Không nản, vì cái nghề của mình nản gì. Nếu mình nản thì không đâu được. Đó mình chấp nhận đi con đường này phải cực khổ cỡ nào phải đeo theo. Cực khổ phải đeo theo. Không làm thì không thì, làm thì không có ăn. Không có ăn. Vợ của anh Hùng là làm thuê giống như Út Nhất vậy. Đúng rồi. Ai thuê gì làm tới nấy, thậm chí là làm tối ngày là ở trong đồng không anh Hùng hả? Mọc đi lặn về. Là sao? Giờ mọc đi chờ lặn về. Mặt trời vừa mọc thì đi rồi, mặt trời lặn mới về tới nhà. Ồ vậy hả? Rồi cứ làm thuê quanh năm suốt tháng, ngày này qua ngày nọ. Không có ngày nghỉ luôn.
Nói chung thì muốn nghỉ là mà thì nghỉ rồi chứ không có mà nó ừ nghỉ. Này em hỏi thiệt nha. Rồi. Này tâm sự riêng cái tí xíu hỏi thiệt. Hai vợ chồng của anh á, nếu như mà cùng làm gì á là mỗi năm vậy dư nhiều không? Chung thì dư không dư nhiều, họ bị gì tới nuôi thằng con đi học rồi cháu ngoại nữa. Nó thì nói chung thì ngày bằng cũng được, hai chồng mà tính đi tính lợi thì ngày cũng được 400-500. Nhưng mà ăn trong đó ăn sáng rồi tiền này tiền nọ thì còn ngày khoảng 200 ngoài chứ lợi. Ừ. Còn ngày nào không mặn thì cũng như ngày đó là lậm lợi ngày sau. Ừ. Là một năm nếu như mình thử mình tích lũy ra dư năm khoảng hơn 100 triệu. À nếu được 100 triệu anh phải biết chưa nói hồn. Cái đó anh nói thiệt. Vậy hả? Năm dư chừng 20-30 triệu vậy là. Vậy hả? Thì đó chưa kể cái việc mà bệnh hoạn nữa người... Có thằng con nữa là nói chung nó lớn vì thuốc. À. Là 2-3 tháng cái bệnh lần, 2-3 tháng bệnh lần mà giờ ta chơi y tá đâu cần chơi tới bác sĩ, tiến sĩ không. Nên là nữ là bệnh hoạn đó là nữ một năm mà nếu như mà không bệnh thì mới dư được đúng. Nhiều đúng không? Đúng. Còn bệnh hoạn thì coi như đó làm đó ăn đó rồi. Ăn đó. Đổ vô nuôi bệnh đó nữa. Chưa mình chưa kể cái tiền đi đám cưới, đám giỗ này nọ. Các mà, thứ. Mà anh Hùng thì ảnh không có nhậu nữa. Không có rượu chè, ảnh nấp, ảnh không bao giờ uống. Anh nói đôi khi nửa tháng anh uống lần, uống chơi chơi, uống rượu chơi thôi. Mà làm tính ra vậy là phải nói là cô bác anh chị thấy không? Một năm mà dư hai vợ chồng làm không nghỉ á là mới không bệnh mới dư ra vậy. Chưa kể là cái tiền mà bệnh hoạn người tiền đám, thậm chí là thứ bảy ví dụ chủ nhật nghỉ là ngày đó hoặc là ngày mưa là coi như là ngày hột, coi như là xong không có tiền đúng anh Hùng? Đúng rồi, mưa thì mình ăn bù luôn mấy cái ngày kia để dành ăn bù mà đừng cái ở quê thì có rau đổ ngoài vườn cũng dễ sống. Anh Hùng là năm nay là cô bác anh chị biết không là 50 rồi. Làm này khoảng chừng 6 làm hồ á, làm nặng riết mau xuống sức khỏe lắm. Khoảng chừng 60 là coi như là muốn hết nổi anh Hùng hả? Thì giờ mình cũng gán đeo tới đâu hay tới đó. Còn bư được thì cứ bư. À. Có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ về hưu không? không nghĩ đâu. Cứ làm chừng nào làm hết nổi thôi. Làm hết nổi thôi. À, cô bác anh chị thấy hôm nay chia sẻ về cuộc sống anh Hùng cho cô bác anh chị biết ha. À, thật ra ngày hồ nó cũng vất vả đó mà cả anh cũng làm không có than. Mình đồng hành với anh cái nhà này là cái nhà thứ năm anh đồng ha, thứ sáu, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên là tâm sự về cái cuộc sống của anh. Tại hai về nhà của Tú thì cũng ít ở gần anh hơn, nhà này thì với lại nhà của cô Chính ở cô Út thì ở gần anh nhiều hơn, thì mấy anh em mới tìm hiểu nhau hiểu nhiều hơn. Chứ mà cuộc sống riêng tư là mới hỏi lần đầu tiên luôn á, mới biết cô bác anh chị. Nói chung là cũng thương mấy anh lắm. Ngày mai này thì sẽ có một phần quà cho các anh để mua đồ về cho của bà Mã Xuyến ở Mỹ, để mua đồ về cho vợ con và cho mừng. Dạ. Chứ bây giờ nói đi làm về trễ mấy ngày thấy vợ con cũng trông ngóng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bà nói là vất vả quá, các này chắc lỗ ngày công luôn rồi. Thì thấy anh hợp thì chạy đôn chạy đáo, thấy cũng tội nghiệp chạy lắm. Chạy lên cốt chảnh chắc bê chảnh rồi. À bây giờ chạy lên kia chắc bê chảnh. Như bê đó, giờ lên chảnh chắc chảnh. À, có cô Kim ở Mỹ, có anh một đồng á, thì cũng hỗ trợ cái phần đi bê sơn hột gà cũng chạy lên đó. Chạy tới chạy lui khổ lắm. Nên là nữ là cô bác của anh chị hãy thương hơn những người lao động chân tay cực khổ như thế này ha. Nói không phải than để múa gì đây. Mà đây là người thật, việc thật, câu chuyện thật và làm thật. Nhờ có anh mà đồng hành với Bùi Hồ thì mới có được những ngôi nhà như thế này. Vì cô bác quý anh chị biết không, đối với những ngôi nhà xây ở xa như thế này, cái khâu cái này không có thợ quen là rất là khó. Thợ nào thì làm hồ cũng giỏi nhưng mà phải có thợ quen, là người quen thì nó dễ hơn đúng không anh Hùng? Đúng. Tại vì nghề này không có biết đâu. Hồ non, hồ già, rồi gạch, rồi sao, rồi sắt sao không có biết đâu. Đúng không anh Hùng? Đúng. Chỉ người ở trong nghề ta mới biết như thế nào thôi. Chỉ cần bớt ra tí xíu thôi mình cũng không biết nữa. Mà review nó thật là review là Bùi Hồ và các anh em là review kiểu này là review kiểu là chân thật nhất luôn rồi. Từ lúc mà dựng nhà cho đến đây. Đây là thôi bây giờ cảm ơn anh nhiều để cho anh làm. Nói hồi mười mấy phút rồi. Anh Hùng còn phòng ngủ ở phía trước đó kìa.
Nó thấy không? Nãy giờ nói nhiều cái chửi nè, bùi hồ này lo nói không không cho. Không cho. Dạ. Trời ơi, nhìn sáng quá anh Đồng ơi. Quá đẹp. Cái này mà dán này lên nữa ha anh Đồng ha. Là nhìn càng dễ thương nữa. À, dễ thương không? Rồi có cái đèn ở ngoài hành lang ở trước luôn nha cô bác anh chị. Nó đèn ngay chỗ cái máy đằng trước á. Đó, cô bác anh chị thấy không? Đèn đầy đủ luôn. Đó. Đây nè là đèn LED. Ít tốn điện lắm. Và đèn này rất là nhẹ tiền điện. Mà bao nhiêu đèn đó, cô bác anh chị thấy bây giờ cũng gần chập tối rồi. Rất là sáng đúng anh Màu Đồng? Anh Màu Đồng thấy sao? À. Trời tối nè, nhưng mà bắt chỉ là cắn đèn lên thôi là sáng mực lên nè. Ban ngày luôn đó, cảnh nè. Chưa kể thơm màu xanh ngọc này nha. Trong lòng vui lắm nên thành nữ là mới nói được nhiều lời như vậy đó. Trong lòng giống như nở hoa, giống như mùa xuân. À, thì thôi, cái đoạn clip tới đây cũng cũng khá dài rồi. Thì một lần nữa, trước khi bàn giao cũng như là trước khi kết thúc đoạn clip thì Bùi Hồ cùng với các anh em chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã tin tưởng để cho các anh em làm cầu nối, để kết nối với lại những cô chú anh chị cũng như là giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Các anh em thì cũng không có ngại đường xá xa xôi để đi để giúp đỡ, vì biết đâu như hoàn cảnh của anh Hùng, như của anh Hùng đó, được xây một viên gạch giúp cho hoàn cảnh nghèo đó là cũng là một niềm vui rồi. Các anh kể đôi khi mình thấy cũng thương lắm. Đôi khi mình giúp cái nhà người ta mình có cực công tí xíu, nhưng mà có được một viên gạch để cho những cái hộ này khó khăn mà sống ở trong cái mái ấm như thế này, người ta ngủ không bị mưa dột, ngủ không sợ là nhà sập phải bị đè, thì đó là một điều gì đó đối với các anh nó cũng hạnh phúc ở trong cái nghề của mình. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip vào ngày mai này, khi ngôi nhà cũng đã được dán gạch cái phần cặp kia và đi bê xong. Bye bye.